Người xưa dạy bốn tuyệt kỹ đối nhân xử thế, giúp bạn ai cũng thương, ai cũng quý. Quý vị thân mến, người Việt chúng ta có câu: học ăn, học nói, học gói, học mở. Ý chí, tầm quan trọng của nguyên tắc ứng xử trước mặt người khác là vô cùng quan trọng. Muốn thành công và hạnh phúc trong cuộc sống, chúng ta cần phải rèn luyện kỹ năng giao tiếp, đặc biệt là đối nhân xử thế, sao cho được người khác tin tưởng, quý mến. Trong đó có bốn nguyên tắc quan trọng trong giao tiếp ứng xử sau đây. Quý vị cần biết được để được người khác yêu, quý. Từ đó, may mắn, hạnh phúc sẽ đến với quý vị nhiều hơn. Nguyên tắc thứ nhất, biết nghĩ cho người khác là một loại trí tuệ. Trên thế giới này, luôn có những người xử lý sự tình gì cũng đều chỉ nghĩ đến lợi ích, danh tiếng của bản thân mà không quan tâm đến suy nghĩ hay lợi ích của người khác. Lại cũng có những người vô tư hưởng thụ những điều bản thân cho rằng tốt đẹp, mà quên mất người khác có thể không có điều kiện để hưởng thụ như mình. Những người như vậy, cổ nhân xếp vào kiểu người khuyết thiếu tu dưỡng. Vào thời Xuân Thu, có một năm mùa đông trời vô cùng giá rét. Ở nước Tề, tuyết rơi liên tục trong 3 ngày, 3 đêm mà không ngớt, khiến cho người dân không ai dám đi ra ngoài. Những ai có việc phải ra ngoài đều cảm thấy buồn bã, lo lắng do đường khó đi, ảnh hưởng tới cuộc sống hàng ngày. Vì vậy, ai cũng cầu mong cho đợt giá rét ấy nhanh chóng kết thúc. Nhưng ở trong cung, Tề Cảnh Công thân mặc áo lông, ung dung ngồi trước cửa sổ ngắm nhìn tuyết rơi. Khuôn mặt của ông lộ rõ niềm vui sướng. Tề Cảnh Công càng ngắm, càng thấy cảnh sắc tuyệt vời, đẹp mê hồn. Trong lòng ông chỉ mong tuyết rơi nhiều hơn và lâu hơn nữa để cảnh đẹp ấy thêm phần diễm lệ. Vừa hay lúc đó, quan đại phu Yến Anh, Yến Tử chứng kiến cảnh ấy rồi tiến lại gần. Tề Cảnh Công vui mừng nói: năm nay khí trời thật kỳ lạ, dù tuyết đã rơi nhiều ngày nhưng ta vẫn cảm thấy ấm áp giống như mùa xuân, chẳng có chút gì lạnh cả. Khanh có thấy như vậy không? Yến Anh để ý thấy Tề Cảnh Công đang mặc áo lông, trong phòng lại có lò sưởi đang cháy hừng hực nên đương nhiên cảm thấy ấm áp, không có gì là lạ. Nghĩ vậy, Yến Anh liền đáp: đại vương nói khí trời chẳng lạnh chút nào là sao? Tề Cảnh Công nghe xong vừa gật đầu vừa cười rất sung sướng. Yến Anh bèn thẳng thừng đáp rằng: đại vương, thần nghe nói bậc minh quân ăn no sẽ nghĩ đến có người đang chịu đói, khi mặc ấm sẽ nghĩ đến có người đang rét lạnh, khi thoải mái sung sướng cũng nghĩ đến những người đang lao động khổ cực. Nhưng sao ngài lại chẳng hề lo nghĩ cho người khác vậy? Nghe xong lời nói của Yến Anh, Tề Cảnh Công cảm thấy vô cùng xấu hổ. Những người có tu dưỡng sẽ dùng trí tuệ để xử lý việc của bản thân mình, đồng thời cũng sẽ đứng ở góc độ của người khác để suy nghĩ, tôn trọng người khác. Tu dưỡng và bằng cấp, tài phú, địa vị là không có quan hệ. Nhưng tu dưỡng lại có quan hệ với việc chúng ta có đủ tôn trọng người khác hay không. Khi một người thể hiện lòng tôn trọng đối với chúng ta, không nhất định là bởi vì chúng ta vĩ đại, nhưng nhất định là bởi vì họ là người có tu dưỡng. Khi chúng ta có thể vì người khác mà suy nghĩ thì tự nhiên sẽ học được cách thông cảm với người khác, đồng thời cũng có thể nâng cao được cảnh giới tu dưỡng của chính bản thân mình. Bàn về nguyên tắc này, có một câu chuyện mà tôi rất ấn tượng. Có hơn 2.000 chỗ đậu xe tại trụ sở Văn Vô ở Thụy Điển. Những người đến sớm luôn đậu xe cách xa tòa nhà văn phòng. Ngày nào cũng như vậy. Câu hỏi: vị trí của bạn là cố định à? Họ đáp: chúng tôi tới khá sớm, có thời gian thì đi bộ một chút. Những đồng nghiệp tới muộn có thể sẽ bị trễ nên cần đỗ xe ở khu vực gần văn phòng hơn.
nghĩ cho người khác một chút, đường càng đi mới càng rộng. Người có tu dưỡng có thể vì người khác suy nghĩ, đồng thời cũng là dùng tâm từ bi, lòng bao dung đi thành tựu người khác, thành tựu chính mình. Người có thể thật sự tôn trọng người khác, đối xử tử tế, thông cảm với người khác mới có thể được cảnh giới tu dưỡng cao, mới có thể ở trong sự vẩn đục của thế tục mà đạt được sự yên tĩnh nội tại. Nguyên tắc thứ hai, so đo ganh tị với người khác là cách nhanh nhất để hủy hoại chính mình, tìm cách hợp tác với nhau sẽ tốt hơn. Trong cuộc sống này, mọi người sẽ gặp phải nhiều điều khiến họ bận tâm. Nhưng 80% những rắc rối đó là do mối quan tâm về thành tích, thành công và cuộc đời của người khác và bỏ bê cuộc sống của chính mình. Một người thật sự thông minh không bao giờ so sánh với người khác. Một ngày nọ, giữa đêm khuya thanh vắng, Khóa gọi chìa khóa dậy và oán than. Tôi hàng ngày vất vả giữ nhà cho chủ nhân, nhưng chủ nhân lại thích cậu hơn, luôn đem theo cậu bên cạnh. Thật ngưỡng mộ cậu quá. Chìa khóa cũng chẳng vừa lòng nói. Cậu ngày nào cũng được ở nhà thoải mái, ổn định. Tôi ngày nào cũng phải đi theo chủ nhân, phơi nắng dầm mưa vất vả biết bao. Tôi lại ngưỡng mộ cậu hơn ấy. Một lần, chìa khóa cũng muốn sống một cuộc sống an ổn, nên đã giấu mình đi. Chủ nhân đi ra khỏi nhà, quay về không thấy chìa khóa đâu, tức giận nên đã đập vỡ luôn cả khóa, rồi tiện tay ném luôn vào thùng rác. Sau khi vào nhà, chủ nhân trông thấy chiếc chìa khóa, tức giận nói. Khóa hỏng rồi giữ mày lại cũng có tác dụng gì? Nói xong, liền lập tức vứt luôn chiếc chìa khóa vào thùng rác. Gặp được khóa trong thùng rác, chìa khóa cảm thán. Rơi vào kết cục như ngày hôm nay, đó là bởi vì trong quá khứ, chúng ta không thấy được giá trị và những gì mà đối phương phải bỏ ra, mà cứ đứng núi này trông núi nọ, tính toán so đo với nhau, đố kỵ hoài nghi lẫn nhau. Quan hệ giữa người với người là sự tương hỗ. Nếu chỉ biết so đo đấu đá với nhau, sẽ khiến cả hai tổn thương. Chỉ bằng hợp tác với nhau, tán tưởng lẫn nhau, đoàn kết với nhau, tin tưởng, tôn trọng, đôi bên cùng thắng. Nguyên tắc thứ ba, oán hận là tự kết liễu chính mình. Tha thứ mới là chìa khóa của cuộc đời bình yên, hạnh phúc. Một con rắn bò vào một cửa hàng bán đồ làm mộc và bò đến góc nhà. Khi bò ngang qua một cái cửa, nó vô tình bị lưỡi cưa làm bị thương. Lập tức nó quay lại và cắn cái cưa. Càng cắn nó lại càng bị thương ở miệng. Sau đó không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nghĩ rằng cái cưa đang tấn công mình, nó quyết định quấn lấy cái cưa, với ý định làm cho cái cưa ngạt thở với toàn bộ sức mạnh của mình. Thế nhưng con rắn cuối cùng bị chết bởi một cái cưa vô tri vô giác. Đôi khi chúng ta phản ứng với sự giận dữ, với ý định sẽ làm tổn thương những người đã đối xử tệ với mình. Thế nhưng thật ra, chúng ta đang làm tổn thương chính bản thân mình. Hãy luôn ứng xử bằng thái độ ôn hòa và tình thương yêu chân thật. Đừng nghĩ đến sự thù hận và trả thù. Trong cuộc sống, có những lúc tốt hơn là nên mặc kệ sự việc có tồi tệ ra sao. Là con người, đừng nghĩ đến thù hận và sự đáp trả. Bởi vì hậu quả khi đã xảy ra là không thể đảo ngược và rất thảm khốc. Tốt hơn là luôn ứng xử với họ bằng thái độ ôn hòa và tình yêu thương nhân hậu, mặc dù phải nỗ lực rất nhiều. Khi bạn đọc đến đây, Khi quý vị nghe đến đây, xin chúc quý vị có một cuộc sống tốt đẹp, luôn vui khỏe, thành công và hạnh phúc. Hãy luôn ứng xử bằng thái độ ôn hòa và tình yêu thương chân thật, đừng nghĩ đến sự thù hận và trả thù. Câu chuyện về con rắn và cái cưa sẽ giúp chúng ta thức tỉnh. Trong cuộc sống này, hãy luôn mỉm cười với mọi thứ đang diễn ra xung quanh chúng ta. Bởi vì một lý do rất đơn giản là không ai muốn trở thành con rắn
trong câu chuyện vừa rồi. Nguyên tắc thứ tư, cho đi không màng nhận lại, giúp đỡ người khác chính là giúp đỡ chính mình. Trong xã hội ngày nay, mọi người thường đặt ra tiêu chuẩn sống quá cao. Họ thích theo đuổi những gì tốt nhất trong tâm trí họ, miễn là có lợi cho mình thì mới làm. Thế nhưng có một sự thật là khi đạt được những thứ họ muốn, trong lòng họ vẫn chưa bao giờ thấy thỏa mãn. Bởi vì thứ sai khiến họ theo đuổi là lòng tham và dục vọng. Những thứ này sẽ không có giới hạn. Những người này thường sống một cuộc đời vị tư ích kỷ, chỉ mong chiếm hữu cho bản thân mà quên đi những cảm xúc, những hoàn cảnh xung quanh mình. Thường người như vậy sẽ rất khó tìm được sự thanh thản trong tâm mình, khó có thể có được sự giúp đỡ ngược lại từ người khác. Và khi cuộc đời này đã đi qua phần nhiều thời gian, nếu bạn luôn cảm thấy không hạnh phúc, không vui vẻ, thì tại sao bạn lại không một lần thử nhìn lại bản thân? Tại sao chúng ta không thử tự mình gieo trồng hạnh phúc cho bản thân? Đó là sống vị tha, làm nhiều điều tốt hơn, giúp đỡ người khác nhiều hơn. Có một câu chuyện như thế này. Tại vùng trang trại xa xôi, có một người nông dân năm nào cũng trồng được những cây ngô rất tốt. Năm nào, ông cũng mang ngô tới hội chợ liên bang, và năm nào, ngô của ông cũng đạt giải nhất. Ai cũng cho rằng ông đã có những bí quyết độc đáo. Có một lần, phóng viên phỏng vấn ông và phát hiện ra rằng người nông dân luôn chia sẻ những hạt ngô giống tốt nhất của mình với những người hàng xóm ở các trang trại xung quanh. Tại sao bác lại chia những hạt giống tốt nhất đi, trong khi năm nào họ cũng đem sản phẩm đến hội chợ liên bang để cạnh tranh với sản phẩm của bác? Phóng viên hỏi. Anh không biết ư? Người nông dân thật thà đáp. Gió luôn thổi phấn hoa và cuốn chúng từ trang trại này sang trang trại khác, từ cánh đồng này sang cánh đồng khác. Nếu những người hàng xóm quanh tôi chỉ trồng được những cây ngô xấu, thì việc thụ phấn do gió rõ ràng sẽ làm giảm chất lượng ngô của chính trang trại của tôi. Tức là nếu tôi muốn trồng được ngô tốt, tôi cũng phải giúp những người xung quanh trồng được ngô tốt đã. Cổ nhân thường có câu, bất thất, dạ bất đắc, đắc tự đắc thất. Có được thì sẽ có mất ắt sẽ được. Khi bạn muốn có hạnh phúc thì trước tiên bạn cũng phải làm cho người khác hạnh phúc. Bạn muốn thành công thì cũng phải biết giúp đỡ những người xung quanh mình. Đó chính là sự quan tâm chia sẻ, giúp đỡ những người có duyên trong cuộc sống của bạn, trên con đường bạn đi qua. Và khi trưởng thành, bạn sẽ nhận ra mình có hai bàn tay, một để giúp đỡ chính mình, một để giúp đỡ người khác. Quan tâm tới người khác, giúp đỡ họ theo những cách có thể và chia sẻ những gì chúng ta có. Làm được những điều ấy thì cuộc sống an vui. Và kỳ thực, những gì bạn làm cho người khác cũng chính là làm cho chính bản thân của mình. Quý vị thân mến, đời người, một kiếp người sớm đã được định sẵn là sẽ trải qua rất nhiều chuyện. Trên đường có thể đầy ắp tiếng cười, nhưng cũng có thể là những giọt nước mắt tủi thân. Trên đường có thể là sự tự tin là sẽ thành công, nhưng cũng có thể là những tiếng chuông cảnh tỉnh sự thất bại. Mỗi một trải nghiệm đều vô cùng quý giá. Sự phong phú của cuộc sống tới từ sự vô tư bên trong tâm hồn của chúng ta. Sự đẹp đẽ của cuộc sống tới từ một trái tim bình phàm. Không cần phải điêu khắc đường đời, chỉ cần nghiêm túc làm việc, đơn giản làm người, cuộc đời của bạn sẽ rực rỡ hơn bất cứ điều gì. Nếu bạn muốn được yêu, hãy đi yêu thương người khác. Nếu bạn muốn được quan tâm, hãy học cách quan tâm người khác. Nếu bạn muốn người khác tốt với mình, hãy tốt với người khác trước. Và nếu bạn muốn một cuộc sống vui vẻ, hãy đem lại niềm vui cho người khác. Dần dần, bạn sẽ phát hiện ra mình ngày một vui vẻ hơn. Việc tốt nhất mà chúng ta có thể làm cho chính mình là làm việc tốt cho người khác nhiều hơn. Yêu người, yêu mọi sinh mệnh, nhận lấy tình yêu, lan tỏa tình yêu và trưởng thành từ trong đó.